Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai mùng 1 tháng 4 trên kênh VTV Tiên và dự báo cho 3 ngày tới. Quý vị và các bạn thân mến, dự báo trong đêm nay bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến hầu khắp các khu vực của Bắc Bộ từ càng sáng và ngày mai, ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ chiều tối và đêm nay đến ngày mai ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa mưa to. Khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có mưa vừa mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ở Bắc Bộ từ đêm nay trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 14 đến 17 độ. Vùng núi có nơi dưới 12 độ. Riêng khu vực Hà Nội từ chiều tối nay đến ngày mai có mưa rào và dông. Từ gần sáng mai trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 14 đến 17 độ. Đối với khu vực từ Thanh Hóa trở vào cho đến Thừa Thiên Huế, từ ngày mai trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 15 đến 18 độ. Đối với khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục khoảng từ 12 đến 13 độ vĩ Bắc nối với vùng áp thấp trên khu vực giữa Biển Đông hoạt động mạnh di chuyển về phía đất liền nước ta, kết hợp với không khí lạnh tăng cường mạnh nên từ chiều nay đến ngày 2 tháng 4 ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to. Cảnh báo các tỉnh từ Bình Định trở vào đến Khánh Hòa tiếp tục có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 30 đến 70 mm, có nơi trên 90 mm. Trong 24 giờ tới, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ có nguy cơ xảy ra ở các tỉnh từ Bình Định đến Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên. Ngay sau đây sẽ là phần dự báo thời tiết chi tiết cho tất cả các vùng miền trên cả nước trong đêm nay và ngày mai. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Dự báo khu vực Hà Nội, trời nhiều mây, sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, sau có mưa vài nơi. Về chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa mưa to. Ngày có gió nhẹ, đêm có gió đông bắc cấp 3. Từ gần sáng ngày mai trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 28 độ. Sang đến thời tiết khu vực phía Tây Bắc Bộ, trời nhiều mây, ngày có mưa vài nơi. Về chiều tối và đêm có mưa rào vài rác và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió nhẹ. Từ đêm nay trời sẽ chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ, có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 28 độ. Sang đến thời tiết khu vực phía Đông Bắc Bộ, trời nhiều mây, sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, sau có mưa vài nơi. Về chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió nhẹ. Đêm có gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4 đến cấp 5. Từ đêm nay trời sẽ chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ. Lui xuống thời tiết khu vực từ Thanh Hóa trở vào cho đến Thừa Thiên Huế, trời nhiều mây, phía Bắc ngày có mưa vài nơi, đêm có mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Phía Nam có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, phía Bắc gió có gió nhẹ. Từ gần sáng ngày mai, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3. Phía Nam, gió Đông Nam đến Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Về đêm và sáng trời lạnh, với nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 27 độ. Lưu xuống thời tiết khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, trời nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, gió Đông đến Đông Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Với nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ. Sang đến thời tiết khu vực Tây Nguyên, trời nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Với nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ. Lưu xuống thời tiết khu vực Nam Bộ, có mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió nhẹ, với nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi cao hơn. Chuyển sang thời tiết trên biển, dự báo trong đêm nay và ngày mai,
Ở vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió chuyển hướng đông bắc mạnh dần lên cấp 7, giật cấp 8 lên cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét. Gió ảnh hưởng của vùng áp thấp di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Bắc và có khả năng hoạt động mạnh dần lên vùng biển ngoài khơi khu vực từ Quảng Trị đến Cà Mau, vùng biển phía Tây của khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và dông, có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 8 lên cấp 9, biển động mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển là cấp 2.